lộ góc khuất của tú bà 18 điều hành đường dây đi khách chục triệu bao trách hàng PKT. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng, hot gần 18 tuổi Hồ Thị Thúy Hằng là ai? Tiểu sử tú bà cầm đầu đường dây cao cấp ở thành phố Vinh sinh năm 2001 vừa bị bắt. Hằng sở hữu vẻ đẹp như hoa hậu nhưng đằng sau đó lại là một đường dây với dịch vụ 4 đến 5 triệu trên một lần tại thành phố Vinh, Nghệ An. Đường dây của Hồ Thị Thúy Hằng gồm chủ yếu các cô gái ở độ tuổi từ 18 đến 25 còn rất trẻ. Họ lười làm việc và chỉ thích chơi bời sống ảo trên Facebook ưa hưởng thụ. Chụp ảnh gợi cảm câu khách. Thấy những cô gái trẻ đẹp không có công an việc làm nhưng lại thích ăn chơi đua đòi, Hồ Thị Thúy Hằng đã chiêu mộ vào đường dây gái gọi của mình, giá đi khách là 4 triệu đồng trên một lần. Ngoài ra, hàng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các cuộc bay lắc, thậm chí đi sex tour với chi phí trên chục triệu đồng. Vào tháng 8 năm 2019, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự phá thành công chuyên án 719M, triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại thành phố Vinh. Cầm đầu đường dây này có lý lịch như sau. Tên thật Hồ Thị Thúy Hằng, sinh năm 2001, thường trú khối 9, phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Có sẵn ngoại hình và nhiều mối quan hệ, với các dân chơi nên hằng đã chiêu mộ những chân dài có chung sở thích chỉ cần năm ngửa cũng có tiền những cô gái trong đường dây của hằng là những hot girl có ngoại hình ưa nhìn cao giáo không có công an việc làm nhưng lại có lối sống ăn chơi đua đòi thường xuyên sống ảo trên mạng xã hội tất cả đều đang ở độ tuổi từ 18 đến 25 Khoảng thời gian từ giữa tháng 7 năm 2019, qua công tác nắm tình hình, các điều tra viên đội 6 phòng cảnh sát hình sự phát hiện đường dây gái gọi cao cấp chuyên cung cấp cho các đại gia ở thành phố Vinh là người chịu chơi, tú bà Hồ Thị Thúy Hằng có nhiều mối quan hệ với những người có máu mặt ở thành phố Vinh. Nắm được nhu cầu của khách hàng thông qua các mối quan hệ và trên mạng xã hội, Hằng đã nhanh chóng chiêu mộ các cô gái trẻ đẹp, ngoại hình hấp dẫn vào đường dây của mình. Sau khi tuyển được đào, Hằng thường xuyên chỉ đạo các cô gái này trang điểm, ăn mặc đồ gợi cảm, chụp ảnh đăng lên Zalo để câu khách. Khi có khách hàng, Hằng cho khách tự chọn hàng qua ảnh, sau đó thỏa thuận giá cả và điều đào đến phục vụ. Chi phí cho mỗi lần đi khách trung bình từ 2 triệu đồng trên một lần, đối với những hot girl, giá cả từ 4 triệu đồng trên một lần. Ngoài việc môi giới, hàng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn, thậm chí cả các cuộc bay lắc, có sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Dân làng chơi nếu muốn có thể liên hệ với Hồ Thị Thúy Hằng rồi lựa chọn hàng qua ảnh, thỏa thuận giá thì sẽ có người điều đào tới phục vụ. Với những dịch vụ này, tùy từng đối tượng, giá cả từ 4 đến 10 triệu đồng cho một cuộc chơi. Hàng còn nhận cung cấp cho dịch vụ sách tour với giá từ 10 triệu đồng trở lên. Mỗi lần môi giới thành công, hàng thu tiền cò của khách hàng từ 500 đến 1 triệu đồng, chưa kể tiền hàng thu phế của các cô gái này. Tùy từng dịch vụ, hàng lấy phần trăm khác nhau. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Hồ Thị Thúy Hằng đã là đối tượng lọc lõi và có nhiều thủ đoạn để che mắt lực lượng công an. Tất cả những giao dịch giữa Hằng với khách hàng cũng được các đối tượng trong đường dây đều thực hiện qua Zalo để tránh bị nghi ngờ và theo dõi. Hằng thường lựa chọn các khách sạn sang trọng. Trước tình hình đó, phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì với cục cảnh sát hình sự Bộ Công an xác lập chuyên án 719M, khẩn trương triệt xóa đường dây này. Dưới sự chỉ đạo của thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, phó trưởng phòng, trưởng ban chuyên án, các thành viên ban chuyên án đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ theo dõi di biến động của tú bà Hồ Thị Thúy Hằng. Chiều 30 tháng 7, qua công tác điều tra nắm được thông tin Hằng vừa thực hiện giao dịch với khách hàng tổ chức mua bán vốn tự có tại khách sạn Thủy Hiếu, thị xã Cửa Lò. Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra bắt quả tang các đối tượng. Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày tại hai phòng 1406-1407, tổ công tác đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi bóc bánh trả tiền dưới sự sắp xếp của Hồ Thị Thúy Hằng. Trong lần đi khách này, mỗi cô gái được trả 4 triệu đồng. Tổng số tiền mà khách hàng trả cho Hồ Thị Thúy Hằng là 9 triệu đồng. Trong đó, tiền đi khách của hai cô gái là 8 triệu đồng. Từ lời khai của các đối tượng, chiều cùng ngày, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Hồ Thị Thúy Hằng. Ngày 8 tháng 8 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Thị Thúy Hằng về tội môi giới mại dâm. Để tìm hiểu nhân thân Hằng, nhiều nhóm phóng viên đã tìm về phường Lê Lợi, thành phố Vinh, nơi Hằng đăng ký hộ khẩu thường trú. Ông Trần Văn Vinh, trưởng ban bảo vệ dân phố phường Lê Lợi cho biết, bố mẹ Hằng đều sinh năm 1976, gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú tại khối 9 phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Hằng là con thứ trong gia đình có hai anh chị em. Tiết lộ về gia đình tú bà. Cách thời điểm bị bắt khoảng 6 năm, bố mẹ Hằng chia tay, mỗi người đi mỗi ngả. Em trai theo bố về sống với ông bà nội, còn Hằng đi theo mẹ sống đâu ở đâu làm gì từ đó đến nay không ai biết ông trần văn vinh nói riêng mẹ của hằng cũng thuộc thành phần khó hiểu nhất là sau khi chia tay chồng khi liên hệ với bà khối trưởng để tìm hiểu thêm về nhân thân của hằng cũng như chỉ nhận được câu trả lời như ông trưởng ban bảo vệ dân phố cung cấp gia đình bố mẹ hằng có đăng ký hộ khẩu thường trú tại đây nhưng nhiều năm nay không sống tại địa phương chỉ khi cần chứng thực việc gì đó thì cậu con trai học đại học có thể xin xác nhận khối xóm và chính quyền ủy ban nhân dân phường trong khi những người hàng xóm cũ hầu như không biết tung tích của hàng thì với các trinh sát phòng cảnh sát hình sự lại không mất nhiều thời gian để tìm ra chân tướng của má mì trẻ tuổi này. Tháng 7 năm 2019, trinh sát đội 6 phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An phát hiện đường dây gái gọi cao cấp chuyên cung cấp cho khách làng chơi nào có nhu cầu. Phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Sau một tuần xác minh tìm hiểu, các trinh sát đủ cơ sở khẳng định điều hành đường dây gái gọi cao cấp là Hồ Thị Thúy Hằng, hộ khẩu thường trú tại khối 9 phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An. Có một tình tiết khiến các trinh sát phải đầu tư khá nhiều thời gian, đó là nơi đăng ký thường trú của Hằng và bố mẹ tại khối 9 phường Lê Lợi, nhưng hiện ngôi nhà đã bỏ hoang mấy năm nay không ai ở. Vậy trong những năm qua, nhất là thời gian điều hành đường dây gái gọi cao cấp thì Hồ Thị Thúy Hằng tạm trú ở đâu? Bằng các biện pháp nghiệp vụ, những thắc mắc, những câu hỏi trên nhanh chóng được giải đáp. Theo một nguồn tin cho biết trong thời gian qua Hồ Thị Thúy Hằng tạm trú tại một trung cư ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Từ đây mọi gì biến động của Hằng đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát. Đáng nói sau khi bố mẹ chia tay mỗi người đi mỗi ngả, Hằng sống với mẹ. Lên 17 tuổi khi đã đủ lông đủ cánh Hằng tách rời mẹ sống tự do buông thả. Còn người mẹ của mình đi đâu làm gì sống với ai Hằng cũng không quan tâm. Hằng quan hệ với nhiều đối tượng là dân xã hội ở thành phố Vinh và các huyện phụ cận. Nắm được nhu cầu của khách hàng, hàng đã nhanh chóng tuyển hàng. Những cô gái trong đường dây của hàng có ngoại hình ưa nhìn, cao giáo, không có công ăn việc làm, nhưng lại ăn chơi đua đòi sống ảo trên mạng xã hội. Tuổi từ 18 đến 25, sau đó hàng thường xuyên yêu cầu hàng trang điểm, mặc đồ gợi cảm chụp ảnh đăng lên trên mạng xã hội để cầu khách. Tất cả những giao dịch giữa Hằng với khách hàng cũng như các đối tượng trong đường dây đều thực hiện qua Zalo. Đánh giá hành vi của hàng không còn đơn thuần là hình thức cũ như mại diêm nơi công cộng núp bóng các cơ sở kinh doanh có điều kiện dưới hình thức tiếp viên karaoke, phục vụ quán cà phê, nhân viên tại các cơ sở massage, cắt tóc, gội đầu hay nhà nghỉ. Trong vai một đàn chị sành điệu dùng hàng hiệu, điện thoại xịn hàng tiếp cận những cô gái trẻ đẹp, không có công ăn việc làm nhưng lại thích ăn chơi đua đòi để chiêu mộ vào đường dây đi khách cao cấp. Giá đi khách là 4 triệu trên một lần. Ngoài ra, hàng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các cuộc bay lắc, thậm chí đi sách tùa với chi phí hàng chục triệu đồng. Đó cũng là hình thức mà đối tượng Hồ Thị Thúy Hằng sử dụng trong đường dây đi khách do mình điều hành. Được phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ Công an xác lập chuyên án 719M triệt xóa vào ngày 30 tháng 7 năm 2019. Trên thực tế loại tội phạm tệ nạn này không ngừng biến hình. Nếu trước đây gái văn hóa đơn thuần là những người không có việc làm, hoàn cảnh khó khăn thì nay phần lớn đối tượng này tuổi còn trẻ, thậm chí là học sinh sinh viên thích ăn chơi đua đòi. Các đối tượng vừa trực tiếp bán vốn tự có về điều hành đường dây đi khách do mình quản lý cho khách tạo thành vòng khép kín. Hầu hết các đối tượng sử dụng điện thoại, mạng xã hội để chỉ đạo điều hành gái bán hoa khi có yêu cầu. Ngoài ra trong quá trình thực hiện các giao dịch này, các đối tượng môi giới nếu thấy khách làng chơi là người lạ sẽ cảnh giác không nhận lời thực hiện giao dịch. Do vậy gây nhiều khó khăn cho công tác nắm tình hình, đấu tranh, triệt phá. Theo quy định của pháp luật, muốn xử lý hình sự cần phải làm rõ được hành vi môi giới có tổ chức. Trong trường hợp gái bán hoa tự quảng cáo, tự mình đi khách, nếu phát hiện được thì chỉ có thể xử lý hành chính. Trong khi đó, chế tài xử phạt đối với hành vi bán vốn tự có chưa đủ sức gian đề. Theo nghị định số 167-2013 NDCV, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi bọc bánh trả tiền, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán vốn tự có đơn cử như để triệt xóa đường dây gái gọi Hồ Thị Thúy Hằng điều hành, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã dày công theo dõi 6 tháng trời. Một trinh sát cho biết, tất cả những giao dịch giữa Hằng với khách hàng cũng như các đối tượng trong đường dây đều thực hiện qua mạng xã hội Zalo. Hơn nữa, các khách sạn nhà nghỉ không cố định thường xuyên thay đổi nên khiến lực lượng chức năng rất vất vả trong việc theo dõi. Mới 18 tuổi nhưng hot girl Hồ Thị Thúy Hằng đã điều hành đường dây gái gọi cao cấp sex tour một cách hết sức tinh vi khiến lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian điều tra mới triệt phá được đường dây đi khách do tú bà xinh đẹp này cầm đầu. Dân chơi thành phố Vinh đều biết mặt Hồ Thị Thúy Hằng là ai. Từ một cô gái nhan sắc, Hằng vì lối sống buông thả, ưa hưởng thụ, thích việc nhẹ lương cao và ăn chơi nên đã xa đà vào con đường tội lỗi. Việc Hằng bị bắt còn phô bày thực trạng của một bộ phận giới trẻ khi đua đòi sống ảo, đến lúc chẳng còn gì nhét vào mồm thì làm liều. Phải đi làm kiều cho người ta, kiểu như làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta chơi. Còn các bạn có suy ngẫm gì về vụ án hay lộ góc khuất của tú bà 18 điều hành đường dây đi khách chục triệu báo trách hàng này hay không? Bạn muốn PKT làm việc tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.